Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với clip tiếp theo của mình. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục một clip, thì hôm nay mình sẽ làm clip cất quần áo cho các bạn xem nha. Thế như mọi ngày, mấy tỷ làm đi cất quần áo một lần. Đó, mình sẽ cất quần áo nha, ra ngoài kia cất quần áo đó. Ra kia là lấy quần áo vào trong. Xong rồi sẽ cất để. Xem quần áo khô chưa? Khỏi nha anh ạ. Nhờ cất vào. Đó. Thì bây giờ mình sẽ lấy nốt mấy cái trên móc cho nên. Ôi nhiều quần áo quá, cầm xuống mà nặng trịch. Ôi nhiều quá. Anh em nha, sắp cất xong hết rồi, còn bấy nhiêu chỗ bên này nữa thôi. Nhiều quá. Mệt quá rồi. Ui. Nhiều vách cả đáy. Ok nha, thì mình đã tất quần áo xuống rồi. Rồi mình sẽ mang cái này xuống ra. Nhiều quá. Em sẽ tách ra rồi tách để nó nhanh nha anh em nha. Đó, nhiều quần áo quá, bây giờ cho nó hết. Nhiều nó nặng thế. Thế anh em sẽ đến nha. Yo. Oh. Anh em bây giờ mình sẽ đến nha. Để đến bắt đầu từ chỗ này nha. Một này. Đó. Hai. Ba. Mười cái này anh em ạ. Nhiều quá. 21 22 23 24 24 25 26 27 8 của 38 cái này anh em ạ. Có lẽ mình sẽ dừng video tại đây. Tạm biệt tất cả các anh em. Hãy comment nếu video còn sợ nha. Bye bye.